Kính thưa quý vị, trong ngày 5 tháng 12, thì Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức là cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan. Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này là do đối tượng Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành cùng trú tại tỉnh Đắk Nông điều hành. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại ô tô. Bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần 600 tỷ đồng. Vụ án này hiện đang được cơ quan công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.